Thưa quý vị và các bạn, hết quý 1 năm 2024, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu qua các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt 5.400 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thanh toán biên mậu đạt 4.500 tỷ đồng, thanh toán quốc tế đạt 900 tỷ đồng, tăng tương ứng là 40% và 88% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện trên địa bàn tỉnh có 18 ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển. Nhiều ngân hàng đang chú trọng đến những giải pháp để phát triển các dịch vụ thanh toán biên giới, mở rộng dịch vụ thu đổi các loại ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế, thanh toán biên mậu qua Internet Banking. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai sẽ chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức tín dụng trên thế giới, đảm bảo an ninh, an toàn trong giao dịch quốc tế.